các bạn nha. Mình là Lưu Hưng. Lưu đâu? Đây là bên TikTok nè. Những cái ấy. Chào. Xin chào. Các bạn khỏe không? Các bạn có thấy ai phụ hồ mà ngồi bấm thời giống mình không? Làm giống mình mới kêu hay đấy. Làm giống mày mới đuổi mày luôn. Còn phê đó hả? Hồi sáng đi chỗ Thảo hỏi cái hồ cá bự quá trời luôn. Ủa tôi suy nghĩ, ủa sao biết hồ cá bự? Thì ra là nó coi của mình. Mình đăng lên đó. Bạn biết hồ cá được của ai không? Của anh ta đó.